Đúng rồi đó, kéo dây lòng bằng cho ống rồi đó. Kéo cái xà chính cho cô cho rõ cái xà chính trước ha. Kéo cho rõ xà chính trước rồi mấy cái xà kia mình không ấy ha. Kéo cho rõ xà chính. Đúng rồi đó. Đúng rồi, hai chiếc xếp đúng rồi, bắt đầu từ đó đi xuống. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi, miết vậy đó. Đúng rồi đó, nó miết vậy đó. Đúng rồi, nó miết vậy đó. Để cái lượng 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 cho nó đi xuống luôn ha. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đó. Đúng rồi, rồi, đó, đúng rồi. Rồi nó vẫn nằm trên cái đường đường cong của cái côn không? Đó, vậy cái đuôi nó đẹp lắm. Rồi tiếp tục. Nhớ cái đúng rồi. Rồi cái kéo kéo dãnh dãnh ra chút xíu nha. Cho thấy khúc đuôi cái dãnh dãnh giống cái đuôi bên kia. Chứ đừng cập xuống nha. Cái dẫn ra, dẫn phiêu phiêu ra. Hết chỗ đuôi là phải hết, hết cái chỗ đẹp. Rồi nếu khúc này không được thì mình quay ngược rồi mình đánh cái phần đuôi, phần đầu phải không? Để cho cái mài nó đẹp ha. Đó. Cái này thì nó không có ôm vô nha, cái sợi nè. Cái sợi này nó không ôm vậy đâu. Này nó nằm đây, cái đầu nó hơi dễ dẫn nhẹ nhẹ nè. Hiểu cái câu nói không? Dạ. Yeah. Ừ, chứ nó không có ôm theo đâu nha. Cái sợi 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 chốt có đâu. Dẫn ngược ra, dẫn ngược ra ngoài. Mà nó cũng không có lên cao, đúng rồi. Nó chỉ phần 1 phần 3 sợi thôi, hiểu không? Sợi chỉ phần 4 mà nó lấy cái phần 1 phần 3, hiểu không? Dạ. Rồi nó vào đi xuống. Đó, để đi ra hơi dẫn dẫn, thấy không? Đó. Và cái đuôi nó kéo dài hơn cái sợi kia. Cái sợi sợi chốt nè. Sợi chốt nè, hiểu không? Sợi chốt nè, em kéo nó dài ra hơn sợi này tí xíu, cái dài dài chỗ này nè. Đi ra đây nè, thấy không? Đây nè, kéo đây nè, nó không có nhập vô này đó. Kéo đây tới đây, tới đây nó mới nhập, bắt đầu đi ra nhẹ đây. Thấy không? Khách này đi thích đi nhỏ nhẹ nhàng hả các bạn, đi nhẹ nhẹ thôi, đi cho có thôi cả nhà. Em lớn tuổi rồi, 60-70 tuổi rồi, không có đi làm đè làm lẹt hoặc đi khuôn bự nha, đi vừa vặn